Hoàng Anh Gia Lai đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ ở mùa giải này khi mới chỉ có một điểm sau hai vòng đấu, ghi được một bàn và để thủng lưới ba bàn. Tuy nhiên, đối thủ ở hai vòng đấu vừa qua mà các học trò của ông Kiatisak phải vượt qua đều là những đội bóng khó chơi. Đó là một Hải Phòng luôn thể hiện khát vọng rất lớn cũng như thể hiện hình ảnh chuyên môn khó lường. Trong lúc đó, Công an Hà Nội là nhà đơn kim vô địch, sở hữu đội hình được coi là một đội tuyển quốc gia thu nhỏ. Vì vậy, đây có thể coi là kết quả đáng khích lệ khi so sánh tương quan lực lượng giữa Hoàng Anh Gia Lai và hai đội bóng nói trên. Tin vui dành cho Hoàng Anh Gia Lai khi đội bóng này vừa đạt được thỏa thuận mượn chân sút số 1 của Công an Hà Nội là John Clay và anh có thể ra sân ngay tại vòng 3 V-League. Ở mùa giải năm ngoái, John Clay có 11 lập công, góp sức lớn trong chức vô địch của Công an Hà Nội. Đây là sự bổ sung nhân lực kịp thời trong bối cảnh hàng công của đội bóng phố núi đang gặp nhiều vấn đề trong khâu dứt điểm. Trong khi đó, Bình Định có khởi đầu khá tốt khi buộc nhà đơn kim vô địch Công an Hà Nội phải chia điểm ngay trên sân nhà. Nhưng khi trở về Quy Nhơn, đoàn quân của ông Bùi Đoàn Quang Huy đã không thu về kết quả như kỳ vọng khi nhận thất bại 0-2 trước Bình Dương. Cùng có một điểm sau hai vòng đấu, cả Hoàng Anh Gia Lai và Bình Định đang nằm ở nửa sau bảng xếp hạng. Đây sẽ là trận đấu mà nếu Hoàng Anh Gia Lai xảy chân, đoàn quân của ông Kiatisak dễ rơi vào trạng thái bất an ở chặng đường phía sau. Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà cũng cần một trận đấu để cải thiện điểm số trên bảng xếp hạng và vỗ về các cổ động viên xứ Võ sau trận thua trước đó.